Vâng, xin chào tới toàn thể anh em và các bạn đang theo dõi kênh xe máy Xuân Hợp của mình. Video này mình xin chia sẻ lên cho anh em và các bạn một cái cách kiểm tra dầu máy cho xe của mình ngay tại nhà, một bước đơn giản mà anh em và các bạn ta có thể thực hiện ngay tại nhà để kiểm tra xem dầu máy của xe của mình xem có còn đủ hay là thiếu để anh em và các bạn ta đi thay thế. Vậy thì video hôm nay mình cũng chia sẻ lên cho anh em và các bạn một cái cách kiểm tra rất chi là đơn giản và chi tiết để cho anh em và các bạn ta áp dụng ta kiểm tra dầu máy của mình ngay tại nhà. Vậy thì anh em và các bạn xem video của mình mà thấy hay và hữu ích thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ, chia sẻ cho mình để ta theo dõi những video mới trong kênh. Thì trước hết muốn kiểm tra được cái dầu máy của xe của anh em và các bạn một cái cách chi tiết và chuẩn xem là còn đủ hay thiếu, thì trước hết anh em và các bạn ta hãy dựng chân chống rửa lên để anh em và các bạn ta kiểm tra cho nó chi tiết. Vâng, khi anh em và các bạn ta dựng chân chống rửa của xe của mình lên thì cái bước tiếp theo anh em và các bạn ta phải mở cái thước thăm dầu ra để anh em và các bạn ta kiểm tra cho nó chi tiết. Thì đối với cái cách một kiểm tra dầu máy xe của mình này đơn giản thì anh em nào cũng có thể áp dụng ngay tại nhà của mình để ta kiểm tra dầu một cách chi tiết và nó rất chi là đơn giản. Lưu ý anh em và các bạn ta dựng chân chống rửa xin lên để anh em kiểm tra cho nó chi tiết. Đây thì anh em và các bạn ta mở thước thăm dầu ra xong, anh em và các bạn ta dùng cái dĩa khô anh em lau sạch đi để anh em ta quan sát cho nó chi tiết. Thì với cái thước thăm dầu này của những cái dòng xe máy này, xe tay ga hay là xe số thì nó cũng như thế. Nó có hai cái vạch, một cái vạch ngắn. Đấy, anh em vẫn chú ý quan sát này, một cái vạch ngắn trên thước thăm dầu và một cái vạch dài. Đấy. Thì bây giờ anh em sẽ kiểm tra dầu cho nó chi tiết và nó xem là đủ hay là thiếu. Thì anh em và các bạn ta đưa thước vào, anh em lưu ý không vặn riêng. Đấy. Và anh em rút lên, nếu mà dầu chạm ngưỡng vạch ngắn là xe của anh em và các bạn ta còn đang đủ dầu. Và anh em và ta tiếp tục đưa vào, nếu như anh em và các bạn ta đưa thước vào, anh em ta vặn diên vào, sau đó anh em ta lấy thước ra, nếu như mà dầu mà chạm ngưỡng vạch hai, đấy, vạch dài thì tức có nghĩa rằng là dầu máy của anh em và các bạn ta đang còn đủ và chưa phải thay thế. Đấy, anh em và các bạn chú ý nhá, trên thước thăm dầu kể cả tay ga hay xe số thì nó cũng có hai cái vạch, một vạch ngắn và một vạch dài. Khi anh em và các bạn ta đưa thước vào, nếu như không vặn riêng thước thăm dầu thì dầu phải chạm ngưỡng vạch ngắn. Còn nếu như anh em và các bạn ta vặn riêng vào, dầu chạm ngưỡng vạch dài thì là dầu máy của anh em và các bạn ta còn đủ. Đấy. Như vậy là video vừa rồi mình cũng đã chia sẻ một cái cách thăm dầu ngay tại nhà để cho anh em và các bạn ta áp dụng trên chiếc xe của mình rất chi là đơn giản. Vậy thì anh em và các bạn xem video của mình mà thấy hay và hữu ích thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình để theo dõi những video mới trong kênh. Chúc anh em luôn luôn thành công. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.